Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm cái clip để giới thiệu về một bộ combo. Bộ combo này là để dựng loa kéo hoặc là đánh các cái không gian như gia đình mà cần đến súp to, lấy loa full làm nơi. Thì hôm nay em lên với cả một đôi bát neo, tép neo và một cái bát súp của The Well. Sau đây em Tùng Nguyễn Audio sẽ review cho tất cả các bác sản phẩm để cho tất cả các bác đặt hàng mẫu bát neo. Mẫu bát neo này, mẫu trước thì của em là nhập của công ty The Well, nhưng hôm nay hiện tại em đang nhập 12DL726 này của hàng của công ty là LG sản xuất. Thôi nhé. Em nhập hàng thì có lô lọ lô kia. Hàng ở công ty nào thì em bảo cho tất cả các bác công ty thì các bác biết là đến mặt hàng mình mua. Công nghệ của công ty LG và hàng này là bát của nó là được chụp cái ưu tản nhiệt nhôm ở bên ngoài. Xương của nó uốn cong, xương rất là gọn đẹp. Con bát này có mã là 12DL726 do công ty NG sản xuất. Đợt trước thì nhập trong Tết thì nhập con mí là của công ty The Well. Nó đều là dòng bát neo, nó xem như nhau. Dòng bát neo này là bát neo liền khối. Dòng này ngày trước thì mọi người hay nhập là neo bi, còn đây là neo của nó là neo liền khối các bác nhé. Neo nó rất là chất lượng. Dòng này của nó là màng sơn dầu, có gân vải chẩm dầu nó 2 gân. Đối với mẫu loa thì có rất là nhiều công ty của Trung Quốc, có rất là nhiều công ty làm loa. Đấy. Đây là bát 30 neo, mã của nó là DL726. Bát leo, con này nó sẽ hát rất là nhẹ. Ai có nhu cầu thiên muốn thiện về tiếng ca mà hát mức nhẹ thì mình hát bằng bát leo. Thế công ty NG là nó như công ty này này. Đấy, đây là tép thường của công ty NG này. Nhưng mà công ty NG nó là hàng chính hãng NG và nó có cả sản xuất các mẫu bát khác nữa đấy các bác nhá. Đây là tép thường từ 124 của NG. Đây là mẫu của đây là công ty NG. Còn đâu em bỏ ra, còn đây là review là check leo. Bộ này lên với check leo của nó là 450 BNC. Côn 44. Côn 44. Dòng này neo từ bi và côn dây dẹt các bác nhá. Màng titan. Và hôm nay full 30 thôi nên em ghép cái bộ phân tần có mã là BL2. Chạy hai con trở nhôm màu tím và có cả bóng cầu chì để chống cháy tép. Cái bóng cầu chì này để giúp khi công suất lớn lên thì cái tép sẽ quá lớn thì cái tép nó sẽ giảm đi để hạn chế cháy tép. Đường bát và đường check của nó phân tần loa full. Còn đường in lên đường vào, tụ lọc của PL bảng mạch fit màu vàng. Phân tần này tiếng của nó rất là hay và tuyệt vời. Đấy, giam loa full thì nắp bộ này rất là hay này. Loa full nắp bát neo và tép neo. Còn ở đây là cái bát súp này, các bác nhìn cái bát súp này. Bát 50. Đít của nó sần, có 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Và hàng chính hãng của công ty The Well. 15AH15 1000W trên trở kháng 8 ohm. Thực chất con này chỉ được 800W trên một chiếc bát này thôi. Xương của nó hình chữ Y. Xương của nó hình chữ Y. Mẫu bát trông rất là khủng. Màng của nó rất kết hợp, các bác nhìn này, lấp lánh chưa? Màng của nó kết hợp rất nhiều sợi bông thủy tinh. Đấy, màng cao cấp bao giờ cũng được kết hợp sợi bông thủy tinh nhiều. Nhện của nó màu vàng và được kết các cái lớp tuyết ở trên rãnh nhện để cho mịn dẻo dai hơn, phủ lớp tuyết. Con này nhìn qua cái khe đồng như kìa, các bác nhìn qua cái khe này này. Ở trong côn của nó màu đen và côn fit của dây đồng. Kẹp lỗ thép trắng, hàng chính hãng của công ty là The Well. Và màng của nó, các bác nhìn này, xương hình chữ Y nhưng màng của nó là các cái màng mà sờ xét là hai kiểu màng này. Màng của nó được sơn dầu và màng được xếp đi nhựa sóng, gân vải tẩm dầu nó 3 gân. Gân vải tẩm dầu nó 3 gân. Cái combo này là một đôi bát 30, một đôi tép neo và một đôi phân tần và một chiếc bát súp là 7.250.000 được bao ship cái combo này rồi. Và hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Em hôm nay review là chỉ một chiếc tép nên sẽ gửi hàng của bác Dũng có một đôi các bác nhé. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn các bác trong cái clip mới nhất nhé.